biểu, vũ điệu của thiên nhiên, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Hòa Bình đến du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá, thúc đẩy phát triển sản xuất ngành hàng thủy sản và các sản phẩm từ cá, tôm sông Đà. Các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Không gian văn hóa, ẩm thực dân tộc Mường, lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình năm 2023 với hàng loạt chuỗi sự kiện từ 19:30 đến 21:30 ngày 26 tháng 10 năm 2023. Lễ cầu ngư thả đèn hoa đăng trên sông Đà 13:30 ngày 27 tháng 10 năm 2023. Hội nghị thủy sản toàn quốc chủ đề phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa 19:30 ngày 27 tháng 10 năm 2023. Khai mạc lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất ngày 28 tháng 10 năm 2023. Giải thi câu cá thể thao tại vùng hồ Hòa Bình, địa điểm Vịnh Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc, chiều 28 tháng 10 năm 2023. Tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng hồ Hòa Bình. Cùng chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật vô cùng hoành tráng, sôi động, mãn nhãn. Và một chương trình không thể bỏ lỡ là màn bắn pháo hoa lung linh huyền ảo vào lúc 21:30 ngày 27 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh Hòa Bình. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc trưng của con người Hòa Bình, giàu bản sắc thông qua các hoạt động của lễ hội từ ngày 26 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023. Đến với Hòa Bình, đến với lễ hội tràn ngập cảm xúc, đắm chìm trong sắc màu cuộc sống, nơi vũ điệu thiên nhiên lên ngôi. Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình năm 2023, nơi cảm xúc thăng hoa.